Chúc mừng, lâu nay đồng hương người Việt đã biết đến anh Ma Thư Nguyễn, chủ nhân của công ty bảo hiểm IMI, luôn tận tình hướng dẫn chúng ta trong việc mua các loại bảo hiểm như xe, nhà và thương mại. Với sự ủng hộ nhiệt tình của quý đồng hương, nay anh Matthew đã mở thêm nhà hàng All Star Crawfish với những món ăn hải sản Việt Nam và Louisiana ngon miệng cùng với đặc sản crawfish tươi ngon. Đúng vậy, mùa crawfish ở Louisiana đã bắt đầu. Đi đâu mà có crawfish tươi ngon mang về từ tận Louisiana mỗi ngày? Chỉ có tại nhà hàng All Star Crawfish, tọa lạc tại số 10613 Bella Boulevard, Houston, Texas 77072. Vậy thì không còn phải đi đâu xa. Giải quyết xong chuyện bảo hiểm rồi, mình có thể ăn crawfish All Star. Chúc mừng, chúc mừng!